Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Ông Phụ Tùng Trên Nhà Xe Cúp CD Charlie Dream Thái nha. Đây chúng ta sẽ coi những cái cặp kính zin da băng dành cho anh em gắn xe các bạn. Đây là cặp kính dành cho anh em gắn xe 67 với CD. Đây là kính dành cho em gắn xe đèn vuông. Và kính dành cho anh em gắn xe 78 với cánh én. Đó. Ba dòng ba đời tất cả đều là hàng zin da băng trong hộp hết anh em. Hàng zin da băng trong hộp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cặp cho anh em có nhu cầu nha. Đây, cặp dành cho anh em gắn xe CD với 67. Đây, kiến một hàng mà dành da băng này các bạn. Đó. Đây là hàng zin trong bịch nha. Nên lưu ý nha, hàng zin trong bịch. Rất là đẹp. Dành cho anh em gắn xe CD với 67. CD 67 các bạn, CD 67 nha. Đây là kiến dành cho anh em gắn xe đèn vuông. Đèn vuông bao gồm có là 82, 84 custom DD 4 thằng. Đó. Đây, em da băng rất là đẹp, rất là xét nét luôn. Đó. Bao đẹp cho anh em. Đây kiến trong bịch mà không đẹp sao được các bạn. Đó. Rồi, gặp cuối cùng là dành cho anh em gắn xe 78 với cánh én. Cái đời này nó làm cái chân dài ra các bạn. Để anh em có thể gắn được cho xe cánh én nha. Nếu anh em gắn xe cánh én anh em sẽ dùng cái chân dài như thế này. Nếu anh gắn cho xe 78 thì anh em sẽ cắt ngắn một khúc hoặc là để nguyên, chúng ta dặn vô cái cùm nó sẽ lồi ra phía dưới các bạn. Ngay sau này chúng ta cắt ngắn đây, chúng ta sẽ gắn cho xe 78 nha. Đây, cũng ở zin da băng nha các bạn. Kính vuông dành cho anh em gắn xe 78 hoặc là xe 67, 68, 69 là nó cũng dài, nó xài kính nhỏ như vậy nè các bạn, đời nhỏ. Đó, chân dài, anh em xài cái nén có thể xài chung cái này cũng được, chân dài dành em muốn xài cái nén nha. Đấy, đây là ba cặp, đây là hàng trong bịch. Thì anh em là có nhu cầu lấy hàng trong bịch, anh em liên hệ số điện thoại trong hình giúp mình, phương thức mua hàng. Nếu anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Tất cả món hàng bên mình bán là không ship code, chỉ tiền trước ship hàng sau. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.